Các từ ghép tiếng Anh tưởng vậy mà không phải vậy. Quick, nhanh. Silver, bạc. Quick silver. No, quick silver là Thủy Ngân bảo anh nhá. Quê là quê, là quê chúng mình quê nhiều. River, sông. Bank, ngân hàng. River bank, ngân hàng. Sông ngân hàng. Cái gì vậy bà nội? À, đó là bờ sông. Bỏ lỡ. Lion, sư tử. Heart, trái tim. Lion heart, trái tim sư tử. Một bài hát của SNSD đúng không mọi người? À, suýt đúng rồi. Đó là trái tim dũng cảm của anh ạ. Grass, cỏ. Hopper, là người đang nhảy lò cỏ. Đúng không nhỉ? Grasshopper. Grasshopper là người nhảy lò cò trên mặt cỏ. Bay ơi, bay. Bay ơi. Có đúng không nhỉ? Các bạn có biết đấy là gì không? Comment nhé.